Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký chiều ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ chúng ta vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự mỗi một ngày và đề tài thứ hai của chiều ngày hôm nay liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ quý vị trong cái cuộc bỏ phiếu vào cách đây mấy ngày thì tối cao pháp viện của Hoa Kỳ bỏ phiếu 5 trên 4 tức là 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống trong vấn đề gọi là duy trì cái title 42 vốn đã được cựu tổng thống trump cho tái lập lại trong năm 2020 để đối phó với tình trạng gọi là sức khỏe công cộng và không cho phép di dân của ở bên ngoài mà tràn vào biên giới của hoa kỳ và buộc họ phải ở bên kia biên giới chờ giấy tờ của họ được xác nhận và lập thủ tục khi mà họ muốn tìm cách tị nạn hay là xin được uh, uh, tái định cư tại hoa kỳ quý vị và cái việc này đã gây ra một sự tranh cãi rất lớn và trong ngày hôm nay thì liên quan tới cái à, vấn đề này thì à, có một lời phát biểu của một chánh án do cựu tổng thống Trump đã bổ nhiệm là ông Gorsuch đã lên tiếng và nói rằng đây là sự thất bại của quốc hội và tối cao pháp viện là nơi thi hành luật và cũng như là giải thích các cái điều về hiến pháp chứ không phải là nơi ban hành các cái chính sách đó là lời phát biểu của ông Goldshirt và lời phát biểu này ý nghĩa như thế nào thì có lẽ tôi sẽ gửi quý vị bản tin trước rồi chúng ta sẽ phân tích xem cái vai trò của tối cao pháp viện trong thời gian tới sẽ khó xử như thế nào khi lưỡng đảng và lưỡng viện quốc hội tranh chấp nhau trong vấn đề chính sách của quốc gia. Ok quý vị, ở trên bản tin thì quý vị thấy là Goldshirt tức là vị chánh án này lên tiếng và nói rằng tối cao pháp viện không phải là nơi để mà thành lập các chính sách một trong những chánh án của tối cao pháp viện là chánh án Neil Gorsuch đã lên tiếng chỉ trích các viên chức nhân cử đã à, trong cái việc mà đưa ra cái quyết định mà 5 trên 4 về cái à, thai 42 à, vẫn tiếp tục có ảnh hưởng và chính sách này vốn đã được thành lập bởi chính quyền của cựu tổng thống Trump trong lúc mà chống đại dịch và cho phép là các cái người mà không có giấy tờ là không thể gia, gia, gia nhập vào trong cái lãnh thổ của Hoa Kỳ về lo ngại về tình, tình trạng sức khỏe công cộng và phía tối cao pháp viện đã đồng ý theo yêu cầu của các uh, bộ trưởng tư pháp của nhiều tiểu bang nói rằng là phải giữ lại cái giá trị của cái thay thò 42 trong lúc duyệt xét việc mà có những cái thách thức liên quan tới kiện tụng trên tòa và ông Gorsuch vốn là chánh án do cựu tổng thống Trump bổ nhiệm đã cùng với lại một chánh án của đại dân chủ đã đưa ra cái lời phát biểu này tòa án không thể có những cái hành động mà À, làm việc theo cái uh, việc mà do chính quyền đưa ra những cái uh, uh, vấn đề cho uh, uh, một cái uh, khẩn cấp duy nhất và chỉ vì sự thất bại của các vị dân cử đã không đạt được cái uh, vấn đề uh, khác biệt trong vấn đề giải quyết về tình trạng khẩn cấp và chúng tôi là cái uh, tòa án của luật lệ chứ không phải là nơi cuối cùng để ban hành tất cả những chính sách là và lời phát biểu này đã được sự ủng hộ của một số thành viên đảng cộng hòa nhưng cũng cũng có một số người phản đối người uh, những người phản đối nói rằng là việc mà việc này là trách nhiệm của tối cao pháp viện khi mà có vấn đề bế tắc liên quan tới uh, các cái chính sách được ban hành và có những đơn kiện. Quý vị, đây là lời phát biểu của ông Gorsuch, tức là ông là một trong những chánh án đầu tiên mà cựu tổng thống Trump đã bổ nhiệm vào chức uh, chánh án của tối cao pháp viện. Trong nhiệm kỳ của tổng thống Trump, ông đã bổ nhiệm 3 chánh án. Thứ nhất là ông Gorsuch, thứ hai là ông Kavanaugh và thứ ba là nữ chánh án Charles uh, là những người mà đã được ông Trump bổ nhiệm và quý vị trong cái lời phát biểu của ông Gorsuch đưa ra không phải là không có lý và nó đang báo hiệu cho thấy tối cao pháp viện sẽ đối diện nhiều thách thức trong hai năm tới đặc biệt là cái mùa bầu cử năm 2024 sẽ có nhiều đơn kiện xảy ra hơn ok quý vị cuộc bầu cử năm 2022 vừa qua cũng đã có một số đơn kiện ở các tòa cấp dưới tức là tòa cấp thấp rồi sau đó tới tòa cấp trung và cuối cùng sẽ tới tối cao pháp viện. Bởi vì quý vị, cuộc bầu cử thì luôn có những cái thúc đẩy về cái luật bầu cử và nó đã gây ra sự bất công khiến cho một phía đã khiếu nại. Quý vị, ở tiểu bang Arizona thì đơn kiện vẫn đang diễn ra. Thì à quý vị thấy rõ ràng rồi và một số nơi khác cũng đã có những cái đơn kiện, đặc biệt là cái chính sách ban hành bên hành pháp cũng gặp đơn kiện rồi cái luật quốc hội bỏ bỏ phiếu cũng gặp đơn kiện rồi một số tiểu hạ tiểu bang ban hành luật cũng gặp đơn kiện và các đơn kiện cuối cùng quý vị chung cuộc họ sẽ gặp nhau ở trên tối cao pháp viện giống như tôi nói ở mỹ à, có ba cái uh, cơ quan hành pháp lập pháp và tư pháp lập pháp là nơi ấn hành luật lệ cho quốc gia hành pháp là nơi thi hành luật lệ và tư pháp là nơi duy trì giải thích và phán xử cho các cái vụ án kiện tụng liên quan tới luật lệ Thì quý vị, đây là ba cái chúng ta gọi là à, à, tam quyền phân lập là như vậy. Thì quý vị, trong mấy năm qua thì chúng ta thấy rõ ràng vai trò của tối cao pháp viện đã được đẩy lên rất cao, nhưng chính vì họ không nhận các cái đơn kiện liên quan tới bầu cử đã khiến cho cái mức tín nhiệm tối cao pháp viện đã bị sụt giảm so với thời gian trước tất cả những đơn kiện liên quan tới bầu cử đều bị bác bỏ bởi tối cao pháp viện rất hiếm khi nào mà tối cao pháp viện xử những cái đơn liên quan tới bầu cử còn những cái đơn kiện liên quan tới những cái chính sách được ban hành hay là liên quan tới những cái luật do quốc hội của liên bang hay tiểu bang thông qua thì tối cao pháp viện mới xử thì cái này để cho quý vị thấy rõ là không phải là tối cao pháp viện không có thẩm quyền mà cái quan điểm của họ đã trở nên thụ động hơn so với thời gian trước đây. Sở dĩ có tình trạng này là tôi có nhắc cho quý vị trong những cái livestream trước là do cái cuộc bầu cử năm 2000 năm 2000 giữa ông Al Gore là phó tổng thống của Hoa Kỳ với ông Bush con là, là lúc đó là thống đốc của tiểu bang Texas và cuối cùng thì cuộc bầu cử này diễn ra. Quý vị nó đã được quyết định bởi chính chánh án trong tối cao pháp viện chứ không phải là hàng triệu lá phiếu ở trên bên ngoài bởi vì đơn kiện đó nó nhắm vào cái tiểu bang Florida nơi có 25 cử tri đoàn và nếu ai thắng được cái Florida thì coi như thắng ghế tổng thống <laughs> thì quý vị vụ kiện này đã xảy ra và lúc đó tối cao pháp viện đã nhúng vào và xét xử trên tất cả những cái dữ kiện liên quan tới tiểu bang Florida nơi mà ông Jeb Bush làm thống đốc. Và cuối cùng thì tối cao Pháp viện đã đưa ra cái phán quyết phân cho ông Bush con thắng, ông Al Gore. Và cuối cùng Al Gore phải gõ búa để mà xác nhận cái kết quả bầu cử cho ông Bush con. Thì quý vị, ngay sau cái vụ mà bầu cử năm 2000, thì dư luận Hoa Kỳ đã tỏ ra họ hơi bất mãn bởi vì lá phiếu của họ đã không được coi trọng mà cuối cùng quyết định ghế tổng thống lại là chính vị trong tối cao pháp viện. Do đó, kể từ năm 2000 cho tới bây giờ, gần như tối cao pháp viện đã bác bỏ tất cả những cái đơn kiện liên quan tới bầu cử bởi vì họ không muốn đánh mất đi cái giá trị lá phiếu của người dân. Cái quyết định năm 2000 là do sự kiện tụng của đôi bên và tối cao pháp viện là cái nơi xử cuối cùng của các vụ kiện tụng. Tôi đã nói quý vị. Thì do đó, khi mà xử xong thì nó lại thiếu thuyết phục về mặt lý tức là về mặt bằng chứng vật chứng nhân chứng thì tối cao pháp viện căn cứ trên những cái báo cáo về kết quả bầu cử và những cái à, đếm phiếu kiểm phiếu vân vân thì họ phán cho ông bush con thắng thì về mặt mà xét xử trên luật lệ họ đúng chứ họ không sai nhưng về mặt dư luận và về mặt mà thuyết phục được quần chúng thì người ta nói ủa cả trăm triệu người đi bỏ phiếu cuối cùng không ai quyết định ghế tổng thống mà do có chín người thôi chính người đó đại diện cho 3 triệu 300 triệu dân à thì quý vị chính vì cái này mà tối cao pháp viện đã không nhúng vào các cái vụ xét xử về kiện tụng liên quan tới bầu cử thì quý vị đã thấy từ năm 2020 cái cuộc bầu cử của ông Trump và ông Joe Biden cho tới cuộc bầu cử vừa rồi năm 2022 và sắp sửa tới năm 2024 thì quý vị tôi nghĩ rằng hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục giữ cái quan điểm này Tức là họ không xen vào chuyện bầu cử Họ không xen vào chuyện bầu cử Đó là cái mà tôi nghĩ rằng là Họ sẽ không xét xử những cái đơn kiện liên quan tới cái ngày bầu cử Có điều Tối cao pháp viện sẽ cứu xét cái vấn đề ban hành luật bầu cử của từng tiểu bang Vừa rồi thì chính quyền của Joe Biden và đám Dân Chủ Họ muốn thúc đẩy cái quyền đa luật bầu cử và tổ chức bầu cử nằm trong tay của chính quyền liên bang nhưng mà nó đã bị chặn bởi cái quy tắc filibuster ở trên sàn thượng viện, đòi hỏi 60 phiếu thì toàn bộ đảng Cộng hòa phản đối. Do đó họ không vượt qua được cái 60 phiếu này để đưa ra tranh luận trên sàn thượng viện và nó đã bị giết chết ở ngay trên sàn thượng viện. Thì quý vị, nếu như như vậy thì tất cả các cái quyền tổ chức bầu cử và ban hành luật lệ bầu cử nó vẫn nằm trong tay của các quốc hội của các tiểu bang có nghĩa là về mặt hiến pháp các quốc hội các tiểu bang có quyền ấn định ra cái luật bầu cử và thống đốc của từng tiểu bang sẽ ký à, ban hành thì quý vị điều này thì tối cao pháp viện có thể xử được còn nếu mà kiện tụng nhau trong ngày bầu cử hay kết quả bầu cử kết quả đếm phiếu họ không xử nhưng họ có thể xử tới cái việc ban hành luật bầu cử và quy tắc bầu cử của từng tiểu bang để xem nó có vi phạm hiến pháp hay không thì cái đó họ có thể xử thì quý vị liên quan tới bầu cử thì tôi nói quý vị từ đây tới năm 2024 sẽ còn nhiều vụ được đưa lên trên tối cao pháp viện bởi vì đây là nơi quyết định cuối cùng. Cái thể chế của nước Mỹ thì nó là tam quyền phân lập. Nhưng cuối cùng quý vị nó được quyết định ở tối cao pháp viện. Lý do là bởi vì khi mà bên hành pháp đưa ra một cái sắc luật mà bên phía của đảng đối lập không đồng ý nhưng nó là quyền của hành pháp thì đảng đối lập có thể dựa trên cái bản hiến pháp để nộp đơn khởi kiện nếu cái luật hành pháp đó được xem là vi hiến. Ví dụ, Joe Biden có dự tính là sẽ cấm các cái loại súng tự động. Tức là cái cái tu chính án số 2 đó, tức là ông ta giới hạn lại, ông ta có quyền ký cái sắc luật này. Nhưng khi ông ta ký rồi thì chưa chắc nó được ban hành bởi vì phía đảng đối lập là đảng cộng hòa có thể nộp đơn và kiện cái xác lệnh này là vi hiến bởi vì nó vi phạm nó vi phạm vào cái tu chính án số 2 của hoa kỳ thì lúc đó là tối cao pháp viện là cái nơi được xem là bảo vệ giá trị của hiến pháp họ sẽ đưa ra cái phán quyết cũng giống như tiểu bang oregon đã đưa ra cái luật về à, à, súng đạn thì bây giờ đã bị à, đóng băng tức là không được thi hành california gavin newsom đã dựa trên cái à, cái thuyết và cái phán quyết của cái vụ mà gọi là quyền cái 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 quyền phá thai hay không phá thai đó quý vị và khi tiểu bang texas ban hành cái vụ luật phá thai đó thì gavin newsom bắt trước y chang ban hành cái luật đó đối với ngành súng đạn tức là ngành vũ khí thì đã bị tối cao pháp viện bác bỏ và nói rằng cái luật này của california là vi hiến thì quý vị thấy là tối cao pháp viện họ chỉ bảo vệ cái giá trị những ngôn ngữ trong hiến pháp và đứng ra phân xử những cái gì liên quan tới luật lệ thôi. Do đó, nhiều quý vị nghĩ rằng là tối cao pháp viện sẽ xét xử về bầu cử thì tôi nghĩ rằng cái quan điểm của tối cao pháp viện trong 20 năm qua và họ sẽ tiếp tục duy trì chuyện này. Họ sẽ giữ thái độ tương tự như bên Bộ Quốc phòng. Tức là không xen vào cuộc bầu cử. Tại cuộc bầu cử thuộc về dân sự. Bộ Quốc phòng không xen vào. Thì quý vị thấy là chuyện này đã xảy ra bắt đầu từ năm 1887 thì là Bộ Quốc phòng tuyên bố là họ không xen vào cuộc bầu cử. Rồi bây giờ tới tối cao phát viện từ cái biến cố của năm 2000 giữa Al Gore và uh, Bush con thì tối cao phát viện cũng không xen vào xét xử những cái gì liên quan tới ngành ngày bầu cử, đếm phiếu, kiểm phiếu. Nếu quý vị muốn kiện thì phải kiện những cái luật lệ và quy định của tiểu bang trước khi xảy ra bầu cử. Thì tối cao phát viện hội xử trong cái ngày bầu cử và sau bầu cử, tối cao pháp viện sẽ không xử. Do đó, để giải thích cho mọi người hiểu rõ lý do tại sao tối cao pháp viện là tránh qua cái vấn đề gọi là xen vào bầu cử bằng cách là xét xử những vụ án này. Đó là điều thứ nhất. Ok. Rồi, điều thứ hai. Đảng Cộng hòa bây giờ, 3 tây tháng 1, chính thức họ nắm quyền kiểm soát Hạ viện. Và Đảng dân chủ thì về quy tắc, họ vẫn nắm đa số tại Thượng viện. Thì quý vị, lưỡng đảng, lưỡng viện đã có sự đối lập. Đã có sự đối lập và sự đối lập này nó sẽ dẫn tới sự bế tắc. Và bên hành pháp của Joe Biden có thể sẽ bị hứa hẹn là đóng cửa chính phủ nhiều hơn. Lý do là lưỡng đảng không đồng ý các cái chính sách của nhau. Thì họ sẽ đụng chạm nhau. Thì nếu thượng viện thông qua thì hạ viện bác bỏ. Nếu hạ viện thông qua, thượng viện bác bỏ, không tới bàn tổng thống được. Thì quý vị cuối cùng thì có những cái nó sẽ kiện tụng nhau lên tới tối cao pháp viện và nơi đó là cái nơi xét xử nhiều nhất ví dụ lưỡng viện quốc hội đụng chạm nhau trong cái vấn đề ngân sách quốc gia 1.700 tỷ mỹ kim bây giờ để giải ngân là do phía hạ viện bây giờ hạ viện đã công hòa họ muốn siết chặt lại tất cả những cái chi phí tiêu xài của joe biden họ giải ngân một cách chậm chạp và họ không đồng ý những cái điểm nào mà không được giải ngân thì Joe Biden sẽ phải tranh đấu với đảng cộng hòa ở hạ viện và ông ta có quyền khởi kiện hạ viện trên tối cao pháp viện về việc mà ngăn cản cái ngân sách đã được thông qua 1.700 tỷ mỹ kim nhưng ngược lại đảng cộng hòa cũng có thể khởi kiện Joe Biden về những cái chi phí vô lý mà ông ta tiêu xài để khiến cho ngân sách quốc gia cao hơn cái thâm thủng ngân sách cao hơn và cái nợ trần quốc gia cao hơn họ sẽ nộp đơn kiện lại và cuối cùng quý vị nơi giải quyết vẫn là tối cao pháp viện thì điều này để cho quý vị thấy rõ thứ nhất là quý vị thấy được cái hệ thống làm việc của chính phủ hoa kỳ cái hệ thống làm việc của cái thể chế của hoa kỳ thì quý vị nó mang cái ý nghĩa khá quan trọng là bởi vì trong hai năm tới tức là 23, 24 thì tối cao pháp viện sẽ bận rộn nhiều hơn tại đơn kiện nhiều hơn đó quý vị thấy vừa rồi cái vụ mà cái Title 42, cái Title 42 vốn đã được ban hành dưới thời của tổng thống Franklin Roosevelt để uh, nâng cái gọi là bảo vệ, bảo vệ cái sức khỏe an toàn công cộng cho công chúng. Thì nó đã nằm ở đó suốt mấy chục năm rồi. Cho tới cái đại dịch năm 2020 thì cựu tổng thống Trump đã moi nó lên trở lại, áp dụng ký sắc luật và buộc tất cả những di dân bất hợp pháp không được phép bước vào biên giới. Họ phải ở bên kia biên giới, tức là stay in Mexico, để mà chờ cái giấy tờ của họ được duyệt xét. Thì quý vị, vì lý do tình trạng đại dịch bùng nổ, mình đâu có biết cái số lượng người ở bên biên giới, họ tràn qua có bao nhiêu người bị lây nhiễm. Và nó gây nguy hiểm cho sức khỏe công cộng ở các cộng đồng. Thì quý vị, tới thời của Joe Biden, thì để mỹ dân, ông ta không gia hạn cái thai thổ 42. Mặc dù ông ta buộc tất cả các công ty là phải mandate uh, vaccine, tức là phải buộc chích chủng ngừa tức là các công ty lớn ở trên toàn quốc ông ta áp lực cơ quan FDA là phải à, chấp thuận toàn diện cho cái à, thuốc chủng ngừa nhưng mà ngược lại ở khu vực biên giới thì ông ta lại muốn xóa bỏ cái thai thầu 42 nhưng mà cái thai thầu 42 đó hai ba lần ông ta muốn xóa bỏ không được thì vì ở những cái tòa cấp thấp họ vẫn giữ và vừa rồi quý vị Tòa kháng án đã giúp cho cho bên thắng kiện tức là xóa bỏ cái thai thổ 42. Nhưng mà gần tới ngày mà cái thai thổ 42 là ngày 21 tháng 12 vừa rồi đó thì quý vị, số lượng người tràn ở biên giới rất đông, họ chỉ cần chờ cái cái thai thổ 42 xóa bỏ là họ tràn qua biên giới. Chính điều này mà tất cả các bộ trưởng tư pháp của các tiểu bang ở miền Nam và của Đảng cộng hòa đã nộp đơn khởi kiện và yêu cầu là gia hạn và duy trì cái thai thầu 42 cho tới phiên kiện tụng chấm dứt thì quý vị cuối cùng thì tối cao pháp viện đã đưa ra cái phán quyết 5 trên 4 tức là 5 người đồng ý duy trì và 4 người thì chống thì tối cao pháp viện đã đưa ra phán quyết này thì coi như là xong bây giờ phải chờ đôi bên kiện tụng nhau tới chung cuộc thì quý vị ngày nào mà cái thai thổ đó còn thì dân không tràn qua biên giới được thì quý vị đây là một trong những cái nỗ lực mà phía đảng Hòa đưa ra. Tuy nhiên, ông Gorsuch nói đúng. Chúng tôi chỉ là những cái người làm về luật. Chúng tôi không phải là những người ban hành chính sách. Do chính quân quốc hội quý vị và hành pháp quý vị thất bại trong chính sách. Bây giờ kéo tới bắt chúng tôi phải gia hạn vì lý do khẩn cấp. Thì đó không phải là trách nhiệm của tối cao pháp viện. Thì cái này, ông Gorsuch nói đúng. Nhưng quý vị, liệu nền chính trị Hoa Kỳ nó có khiến cho tối cao pháp viện giữ được cái thước đo này hoài hay không? Tôi không nghĩ như vậy. Gần như là ông Gonsep đã cáo buộc là tất cả những cái vụ án đưa lên tối cao pháp viện đều có động cơ chính trị. Tức là có cái purpose về political. Thì quý vị, ông nói đúng. Tất cả những vụ kiện lên trên tối cao pháp viện đều có động cơ chính trị hết. Mà tối cao pháp viện chỉ là nơi xét xử về luật lệ Và dựa trên cái bản hiến pháp Giải thích ý nghĩa của bản hiến pháp Và bảo vệ cho cái giá trị của bản hiến pháp thôi Thì quý vị các vụ kiện tụng này Lại nhân danh hiến pháp Thì quý vị do đó Hai năm tới Tối cao pháp viện sẽ rất khó xử Tại vì họ muốn giữ cái mực thước Là một cái nơi xét xử công bình Cho tất cả các cái vụ kiện tụng nhưng mà đồng thời họ cũng bị đẩy vào cái hướng bắt buộc phải bị chính trị hóa. Đây là điều mà chính vị ở trong tối cao pháp viện không ai muốn. Không ai muốn hết. Tại vì họ muốn giữ cái uh, mức độ. Có điều là gì có bị cái khuynh hướng khác nhau. Tại vì làm việc trong đó là căn cứ trên luật pháp, căn cứ trên hiến pháp. Nhưng về con người họ vẫn là con người. Mà khi về là con người thì bắt buộc họ phải có khuynh hướng chính trị do đó tại sao trong đó 6 ba mặc dù ông John Robert là người đứng đầu của tối cao phát viện, vốn là người bảo thủ nhưng ông lại bỏ phiếu theo phía của cấp tiến ông là bảo thủ nhưng mà ông bỏ phiếu theo cái cấp cho nên phiếu bây giờ chỉ còn năm bốn thôi coi như chúng ta xong xem ông John Robert là một người của cấp tiến nữa äh, của bảo thủ nữa mà ông đã nghiêng hẳn về phía cấp tiến thì bây giờ bên bên bảo thủ vẫn còn 5 ghế còn bên của cấp tiến có 4 ghế thôi Cho nên tất cả những quyết định được đưa lên Đều bỏ phiếu theo khuynh hướng Trừ phi Trừ phi là Nó mang tính chất không có đụng tới chính trị Thì có thể là Các phía sẽ có cái màu sắc khác nhau Tức là 638 A1 hay là uh, 45 hay là 37 Vân vân sáu vân vân Thì quý vị cái điều này Là có thể xảy ra ví dụ đám cấp tiến bây giờ sợ là cái vụ mà à, cái Roe v. Wade tức là cái mà phá thai quyền phá thai có nằm trong hiến pháp hay không? thì quý vị bây giờ tối cao pháp viện đã loại nó ra khỏi hiến loại nó ra nó không phải là quyền trong hiến pháp và tối cao pháp viện trả cái quyền nó về cho các tiểu bang tự định liệu là tiểu bang nào muốn cấm và tiểu bang nào muốn cho phép tức là nó không còn nằm trong hiến pháp nữa thì quý vị đám cấp tiến sẽ rằng tới phiên cái quyền hôn nhân đồng tính cũng sẽ bị mang lên làm thịt luôn. Do đó bây giờ họ tìm cách thứ nhất là thay đổi cái số lượng người trong tối cao pháp viện. 9 người họ muốn thành 13 người để họ có thêm được cái cái ghế mới và có thể lấn áp được phía bên bảo thủ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu không được thì họ muốn Washington DC. Tức là cái cái district Washington DC đó, là sẽ trở thành một tiểu bang thứ 51. Và quý vị, Washington DC thì có 700.000 dân sống thôi. Nhưng 700.000 dân này đó thì gần như 80% đều ghi danh bên Đảng dân chủ. Nếu mà thành lập một cái tiểu bang mới thì có nghĩa là tiểu bang thứ 51 thì họ sẽ có ít nhất vài ghế bên Hạ viện và hai ghế bên Thượng viện là thuộc Đảng dân chủ. Thì quý vị họ sẽ kiện để họ giành cái quyền được trở thành một tiểu bang lên tối cao pháp viện thì quý vị bây giờ nước mỹ chỉ có 50 tiểu bang thôi và một số khu vực thuộc địa thuộc được gọi là có samoa rồi guam puerto rico vân vân còn mà cái washington dc thì không thuộc về tiểu bang nào hết do đó họ không có thượng nghị sĩ họ cũng không có dân biểu ở liên bang họ có chính quyền địa phương thì quý vị đây là những cái mà sự tranh đấu của đội bên Do đó từ những sự tranh đấu này cho thấy rằng tối cao pháp viện dù muốn giữ cái mực thước công bình ở giữa Họ cũng không giữ được lâu với cái áp lực thay đổi hiện trạng của họ Và khiến họ trở thành một cái nơi đấm đá chính trị Từ xưa tới nay tối cao pháp viện giữ được cái vị trí của họ là họ không xen vào cái chuyện của Washington DC Họ không xen vào những cái tranh chấp của đảng phái Họ không xen vào tranh chấp của bầu cử Từ năm 2000 tới bây giờ Nhưng liệu với cái áp lực của phía cấp tiến Nó muốn thay đổi để có lợi cho nó Thì quý vị nghĩ rằng tối cao pháp viện sẽ giữ được bảo lòng Và quý vị Đây chính là cái mà gọi là Cái thách thức của tối cao pháp viện trong 2 năm tới Bởi vì trong 2 năm tới Đảng Cộng Hòa sau khi chiếm lại Hạ Viện họ sẽ thúc đẩy một số những cái luật mà trong đó là chấn chỉnh lại kỷ cương quốc gia và có thể một số những cái điều được xem là khá cực đoan được một số thành viên của đảng hòa đẩy vào thì lúc đó quý vị đảng dân chủ phản ứng thì họ phản ứng trên sàn thượng viện và cuối cùng đi tới bế tắc mà khi bế tắc như vậy thì cái ngân sách quốc gia không được giải ngân chính quyền của Joe Biden sẽ phải đóng cửa và lúc đó bao nhiêu nhân viên của liên bang sẽ nộp đơn khởi kiện quốc hội lên tối cao pháp viện. Khi mà họ việc làm của họ bị ngưng lại, họ không được trả lương vì không có tiền trả lương. Họ kiện Đảng Cộng hòa ở tại thường viện ở tại Hạ viện vì không giải ngân. Thì quý vị cuối cùng tối cao pháp viện phải đứng ra giải quyết những vấn đề này. Do sự bế tắc chính trị của lưỡng đảng và cả lưỡng viện luôn. Thì quý vị, khi mà một đảng nắm quyền của một một và một, một viện ở trong quốc hội và đảng còn lại kiểm soát thì nó dễ bế tắc hơn và thứ nhất là trong cái giai đoạn này cái giai đoạn mà không thỏa hiệp được nữa đảng cộng hòa đa số không muốn thỏa hiệp đảng dân chủ cũng không muốn thỏa hiệp trừ phi đó là mang tính chất chung của cả quốc gia thì họ thỏa hiệp còn nếu không họ không thỏa hiệp thì quý vị sự bế tắc này sẽ dẫn tới tình trạng khó khăn cho chính quyền Joe Biden trong khi mà ông ta muốn thực hiện những chính sách của ông ta. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là sẽ gây khó khăn cho người dân Mỹ. Quý vị tưởng tượng đi bây giờ quý vị đang nộp đơn thi quốc tịch, tự nhiên chính quyền liên bang đóng cửa, không ai làm việc hết. Thì coi như cái đơn quý vị chờ tới giờ này. Hay là quý vị à, đang đóng thuế, đang khai thuế để chờ sở thuế trả tiền về cho mình. Bây giờ chính quyền liên bang đóng cửa thì coi như sở thuế hết làm việc rồi tất cả những việc khác nó ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân người dân nếu như mà lưỡng đảng bị kẹt trong vấn đề giải ngân tại vì nó được thông qua 1.700 tỷ nhưng mà nó được chia ra từ đây cho tới ngày 30 tây tháng 9 của năm tới có nghĩa là còn hai ba chặng duyệt xét nữa thì quý vị đây sẽ là một trong những cái khó khăn và cuối cùng tối cao pháp viện là cái nơi giải quyết tất cả những cái hồ sơ kiện tụng này rồi chưa kể quý vị, sẽ còn những cái luật lệ do phía đảng Hòa đưa ra. Đảng dân chủ đồng ý, nhưng các công ty khởi kiện, ví dụ như cái luật Antitrust nhắm vào các công ty Big Tech, cái Section 230 nằm trong đạo luật truyền thông hay là những cái luật lệ mà liên quan tới vấn đề cái cái quyền tư ẩn của người dân. Quý vị, nó sẽ có những cái gọi là đụng chạm về cái hiến pháp Lúc đó quý vị nó sẽ còn đối đầu nhau nhiều Chưa kể đảng Dân Chủ đang tìm cách gọi là sử dụng Cái tu chính án số 25 để loại từ Tổng thống Và ông Trump cũng sẽ nộp đơn kiện lại Sau khi có kết quả của cái ngày 6 tây tháng 1 Thì quý vị nó sẽ là một cái bài toán đầy rối rắm cho chính trường của Hoa Kỳ Mà chỉ có những người sống ở nước Mỹ Hiểu rõ luật lệ cách làm việc của chính phủ Của các cái uh, ngành ở trong chính phủ thì chúng ta còn hiểu được vấn đề này. Những người khác bên ngoài nhìn vô, họ sẽ không thấy được điều này. Họ không thấy được cái sự bế tắc của Hoa Kỳ. Thứ nhất là khủng hoảng về hiến pháp. Thứ hai, khủng hoảng về quyền lực của của bên hành pháp và bên lập pháp. Khủng hoảng này sẽ đi tới đâu? Và những cơn khủng hoảng này nó đều ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của người dân. Quý vị, đó là cái một cái điểm son tức là một cái điểm à, được xem là ưu điểm của cái thể chế cộng hòa được lập ra, tức là sự kềm chế quyền lực lẫn nhau khiến cho không thể có một bên lạm quyền. Nhưng đồng thời nó cũng là cái khuyết điểm, nó tạo ra một cái trường hợp bế tắc giống như bây giờ, bởi vì hai bên đều đi vào cái hướng cực đoan thì sẽ không làm việc với nhau được. Thì quý vị đây thì cuối cùng tối cao pháp viện phải là cái nơi đưa ra cái phán xét cuối cùng. Ít nhất cái phán xét đó dù rằng không thuyết phục được một bên Nhưng nó là cái phán xét cuối cùng Tối cao nhất Không ai cãi được nữa Thì bây giờ tạm thời nước Mỹ sẽ đi theo cái hướng này Do đó quý vị Nói về tam quyền phân lập Nhưng cuối cùng cái nơi cao nhất Quyết định tất cả mọi thứ Vẫn là tối cao pháp viện Ok quý vị, đó là cái bài phân tích của tôi sau khi mà có cái lời phát biểu của ông Gonsas Một trong những chánh án của tối cao pháp viện mà ông trăm bổ nhiệm Trong đó ông nói rằng chúng tôi chỉ là những người về luật pháp thôi Và giải thích về hiến pháp, về luật lệ quốc gia Chứ chúng tôi không có trách nhiệm ban hành cái chính sách của quốc gia Mà cái đó thuộc về quyền của quốc hội và bên hành pháp Và chúng tôi không thể mỗi một lần như vậy phải giải quyết sự bế tắc này thì quý vị thấy rõ ràng đang có một cái cơn khủng hoảng ngầm từ từ bùng nổ năm 2023 và năm 2024. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị nhớ đón nghe và theo dõi. Cảm ơn tất cả các khán giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.